cho tất cả anh em. Thì tiếp tục làm cái solar anh em, thì mình đang lắp thêm cho một cái sạc cho cái sạc cái bình ắc quy Đồng Nai của mình. Thì đợt này mình lấy một cái sạc BWM. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị trước cho nó một số đồ cốt. Thì anh em trên thị trường nó có những cái đồ cốt ống và đồ cốt kẹp kiểu như này anh nhé. Thì cái đồ cốt kẹp này thì anh em nếu mà kẹp thì nó sẽ không chắc chắn đâu. Nhưng mà mình thì mình hàn nên mình lựa chọn mình mua cái cục kẹp này. Thì một số anh em mà không có cái kìm bóp cốt ấy thì anh em cũng có thể làm theo cách của mình này. Thì mình thấy cách này nó rất là chắc chắn nhá. Thì có thể còn chắc và bền hơn anh em họ kẹp cái ấy. Vì kẹp thì có thể sử dụng như anh em bác sĩ mà hay tháo ra tháo vào, cái đầu này nó sẽ bị đứt này hay nó gãy này. Nhưng gần nếu mình đổ thiết vào đây thì nó sẽ ngấm thiết nó sướng, nó ngấm sâu dưới thì nó sẽ cứng hơn và cái đoạn cổ đấy nó sẽ bền hơn anh em nhé. Đây mình sẽ chia sẻ anh em cái hàn cái này, mình hàn cái đầu cốt này, mình chỉ sử dụng cái này thôi thì lúc nào nó cũng chắc chắn. Được. Đó, một cái. Vẫn nghe mỏ hàn này của mình, huyền thoại của mình thôi. Mình sử dụng những hàn những cái đầu lớn này thì mình phải hàn bằng cái này thì nó mới ăn được anh em nhé. Còn mỏ hàn nhỏ thì không chơi đâu. Đó. Mình hàn xong 3 cái rồi, bây giờ mình còn nốt 1 cái nữa thôi là xong. Thì anh em cứ kiếm cái đầu đồng rồi làm theo như mình. Đây. Xong rồi anh em này, đó. Mình làm 4 sợi, 2 đầu, 8 cái đầu cốt, thì đầu cốt anh em, đầu cốt 20A này. Ừ. Thì anh em cứ thế anh em làm thôi. Ok, anh em nhìn nào, dây 10. Đó. Cốt này, đồng anh em nhé.